Xin chào quý vị và các bạn, chúng ta cùng trở lại với nhà thi đấu đa năng tỉnh Bắc Ninh để tiếp tục theo dõi những diễn biến tại giải bóng chuyền Cúp Liên Việt Postbank. Vẫn còn gọi cho Than Quảng Ninh, bóng chưa qua lưới rồi. Thôi, bóng vẫn còn. Đó là tình huống tấn công của Đoàn Thị Xuân. Vẫn là Than Quảng Ninh. Quả bóng rất giằng co. Quả bóng cực mạnh của Bích Tuyền. Bích Tuyền xuất hiện ở vị trí số 2 trong tình huống vừa rồi. Lại là tình huống ghi điểm của Bích Tuyền. Huấn luyện viên Tuấn Kiệt đã phải xin tạm dừng trận đấu hội ý. Bích Tuyền liên tục ghi điểm ở vị trí số 2 ở thời điểm đầu tiên của trận đấu thứ nhất. Rất cố gắng. Tình huống tấn công cực kỳ quyết đoán của Mỹ Hào. Tình huống bóng ngoài không có gì phải bàn cãi. Gọi cho Ninh Bình. Điểm số cho Ninh Bình Doveco. Tình huống tấn công của Nguyễn Thị Trình, một trong số những thành viên của đội tuyển quốc gia. Đường truyền sau đầu khá tốt của Huyền Trang. Khá tấn công hay của Như Quỳnh, một trong những trụ cột của Than Quảng Ninh. Bóng trong sân rất rõ ràng. Điểm số thuộc về Ninh Bình Doveco. Không được, và phối hợp thiếu gắn kết của Ninh Bình đối với cổ. Rất hay. Pha xử lý dọc sân vô cùng chuẩn xác vừa rồi là của số 16 bên phía Than Quảng Ninh, Lê Thị Hồng. Rất tốt. Ninh Bình đối với cổ lại vượt lên với 2 điểm dẫn trước. Vậy là tỷ số của trận đấu thứ nhất là 25-20 nghiêng về phía Ninh Bình Doveco. Ninh Bình Doveco sẽ có mặt ở vòng bán kết. Nếu điều này xảy ra thì đối thủ trận bán kết của Ninh Bình Doveco sẽ là phá chất Đức Giang Hà Nội. Chắn bóng thành công. Bích Tuyền đã không thể vượt qua được hàng chắn của Than Quảng Ninh ở tình huống tấn công vừa rồi. 4-3 nghiêng về phía Than Quảng Ninh. Thank you.
Bóng trong sân, điểm số cho thằng Quảng Ninh 6-0. Pha tấn công rất cố gắng của Đinh Thị Thúy. Lại thêm một đường truyền quá khó nữa của Huyền Trang cho Bích Tần. Bóng trong sân, 15-0. Và tấn công xuất sắc của Đoàn Thị Xuân. Nuôi 87 cho Thang Quảng Ninh, đó là đường truyền không tốt của bé Ngọc. Và Thang Quảng Ninh đã vượt lên nhờ những sai lầm của đối thủ. Không được, vừa rồi thì Hoàng Kim và Kim Liên đã không hiểu ý nhau. Nhưng dù sao thì điểm số quyết định trong set đấu thứ hai đã thuộc về Ninh Bình Doveco. Lại là Bích Tuyền, 2-0. Thuận lợi cho vị trí số 4. Nơi vừa có tình huống dứt điểm đó là Mỹ Hằng. Rất tốt. Điểm số cho Thang Quảng Ninh 6-8. Người 65 nghiêng về phía Ninh Bình Doveco. Chắn của Thanh Thúy và Nguyễn Thị Trinh. Một pha chắn hai và người đã chắn bóng thành công đó là Nguyễn Thị Trinh, tuyển thủ quốc gia 19-17. Chắn bóng tốt, 20-0. Rất căng thẳng. Không được rồi, pha bóng thiếu ăn ý của Như Quỳnh và Hoàng Kim. Tình huống mà cả hai đã không có được sợi dây liên lạc đủ tốt. Cả hai đã cùng lao vào nhau ở pha bóng cuối cùng vừa rồi. Và đó cũng là điểm số quyết định của trận đấu này.